từ bây giờ hỏi tụi con học nhảy ở đâu vậy? Học nhảy ở đâu? Ở đâu? Ý cô là thế. Thì à, con có điệu múa à? Ô kinh chưa? À, thế là nhưng mà cái mấy cái bài nãy là tụi con coi trên mạng đúng không? Xong rồi tụi con tập theo đúng không? À, bây giờ cô Tâm hỏi nè, con là bé cua đúng không? Trời, bé này cũng dễ thương ác nữa. Rồi, con là bạn của bé cua đúng không? Rồi, à, hình như con là sau này mới gia nhập thôi đúng không? Chứ hồi trước là bé cua là gia nhập trước nè đúng không? À, sau là bạn cua kéo con theo đúng không? Xong bây giờ con cùng cô Tâm theo luôn đúng không? Đúng là rõ ghê. Okay. Thì theo cô Tâm thấy á, là cái bài hát nãy với lại cái bài múa là cô Tâm thấy là xuất sắc đó, chứ không phải là bình thường đâu nha. Không phải là xuất sắc mà cô Tâm thích nhất là bài gì biết không? Bài Anh Thì Không. Rồi cái lúc mà vậy nè, cả đâu ra làm cái này. Đôi khi có những cái mà mình phải mình ghi luôn không biết không? Có nhiều cái thân mà tụi con muốn dễ thương. Rồi cô Tâm rất là cảm ơn tụi con, một tràng pháo tay lớn cho hai em. Rồi, cảm ơn Ngọc và Linh nha. Các con có thể trở về cánh gà nhé. Chúng ta sẽ đến với phần giao lưu với cả vào cánh gà nhỉ, con vào xuống xuống đây. Rồi. À, em xin chào chị Tâm ạ. Ừ, chị chào em. Chào các bạn. Hôm nay là em vừa biết là chị có buổi thí điểm này ở ngoài kia. Thế em mới vừa biết thôi hả? Không, em cũng mới biết thôi ạ. Sao vì thế? Em ở trong này từ nãy rồi. Thế em phải biết từ tháng trước rồi chứ. Thế là em... vừa biết là thế nào không? Phải từ tháng trước em mới biết chứ. Dạ vâng ạ, em cũng hơi sơ sót từ đó. Dạ vâng, nên là em rất hy vọng là tí nữa chị có thể tính riêng cho em một chữ. Ừ, chị tính sao em? Chị tính sao? À, chị thấy sân khấu em nay thế nào? Ừ, dễ thương. À, nói chung là thêm có cái ô cửa sổ đấy kìa. Nói chung là rất là dễ thương, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Bóng bóng được ghê ha. Vâng, ngày hôm nay là MC đã phải chuẩn bị rất là tỉ mỉ để có một sân khấu đúng tính chất ô cửa màu xanh luôn. Tí nữa chị có thể đứng đằng sau ô cửa kia để mọi người có thể chụp hình chị. Rồi, em nói tiếp đi em. Vâng. Rồi, nhanh gọn. Dạ vâng. Rồi, chị nói giùm cho. Dạ vâng. Rồi em muốn chị nói gì, để chị nói cho. Bây giờ xong rồi, bạn em xong rồi đúng không? Dạ vâng. Ý là giờ em muốn với chị giới thiệu rồi là làm gì làm đúng không? Dạ vâng. Rồi ok, một tràng pháo tay cho bạn em xin đúng không? Cảm ơn các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều lắm. À, lời đầu tiên thì Tâm rất là xin lỗi các bạn, bởi vì hôm nay thật ra là vì hôm qua diễn xong rồi lần thứ á, đúng là sáng 6 giờ sáng này Tâm bay động cơ, nhưng mà thiệt sự với các bạn là đuối quá. Đuối quá chịu không nổi, xong rồi sau đó thì mới phải dời máy bay, nhưng mà nó lại không có chỗ. Hôm nay không biết hình như người ta ra đây có show thì sao mà đẩy chơi máy bay. Cho nên là nói vậy thôi, không có chỗ nào cho nên là chị bay thì nó lại bị delay một tiếng. Cho nên là đi từ đó về đây thì được cái nó cũng gần. À, sân bay về đây nó cũng gần quá cơ. Thế là về đây đó mà đường thì nó cũng không có kẹt xe. Kẹt xe tí nào hết trơn á. Trời ơi, mình đứng ở cái đầu bên kia mà mình nhìn qua cái tòa nhà bên đây. Trời ta nói, nó gần như là cái gì vậy đó, 15 phút chứ mấy. Trời ơi, ngồi mà nôn dễ sợ, livestream liền lập tức 5 giây liền. Thế là tới nơi rồi thì cái buổi cái đĩa hôm nay thì phải nói rằng là hơi bị gấp, cho nên là có một số bạn thì chưa có ký đĩa được đúng không? Thì chị xin lỗi nhưng mà chị sẽ ký liền sau cái buổi họp fan này, thì mình sẽ ký xong thì là khoảng đúng thì chắc là khoảng 8 giờ thì các bạn có thể là nhận toàn bộ đĩa của mình được nha. Rồi bạn nào mà mua sau mà cũng chưa có kịp đứng với bạn luôn, cứ gửi hết nó đi, chắc chắn là Tâm sẽ hứa là sẽ ký luôn để gửi cho các bạn nha. Hồi nãy có một bạn tên là Thảo, hồi nãy ký đĩa xong, ký xong đã rồi đi đâu mất tiêu, để đĩa lại. Thảo là bạn nào chút nữa nhớ liên lạc với ban tổ chức lấy lại. Rồi một bạn nữa hồi nãy đứng mình đã ký rồi xong rồi thôi đi, đứng selfie mà cầm gậy chi nữa, té cái rầm. Hồi té nó đâu rồi, ngồi ở đâu, ngồi ở đâu, có bị gì không, em có sao không? Cũng hai người cũng là em luôn hả? Là Thảo phải không?
mà em bỏ đĩa trước đó rồi. Chị nói là cầm đĩa đi. Rồi em cũng không cầm, em bày đặt, em đứng em chụp hình. Nếu mà em nghe lời chị á, là em sẽ không bị cái chuyện đó, em hiểu chị không? Em cầm đĩa xong thì em sẽ bình tĩnh hơn. Còn lúc này em chưa có bình tĩnh, em chưa có cầm đĩa, đặt selfie, cầm gậy tát quỳnh. Rồi, thế là em có bị gì không? Chị hơi lo đó, chị nghe nó cái âm thanh nó ghê luôn. Chị sợ em bị gì, nhưng mà em cẩn thận đi, chưa ghế em đâu rồi, nhường ghế liền Nam. Em vô đó ngồi đi chị, thì em cứ ngồi đó đi, rồi bé kia xích vô cho ngồi ngoài đi, thích kìa đúng không, thích ngồi ngoài đúng không, ngồi đi để dịch ở ấy nấy không gì hết trơn á. Chị Tâm ơi, chị em đây. Có nghe phong thanh một thông tin đó là chị bảo là trong năm tới là live show chưa có này, album chưa có, nhưng mà người yêu thì đang có. Chà, em bỏ em tin chị. Em hỏi chị là cái chuyện của chị, còn chuyện tin chuyện của các em, kiểu em hiểu không? Em muốn thay mặt tất cả các bạn ở đây muốn hỏi là người ấy giờ đang ở nơi đâu? Em hỏi gì? Em muốn đại diện các bạn kìa. Mà các bạn hỏi gì? Các bạn có muốn biết không? Gì nói? Em nghĩ sao gì nói? Em rảnh quá. Em nghĩ sao vậy? Trời, tại vì chị là người nói ra mà. Chị nói ra rồi, chuyện còn có chuyện các bạn tin không, chuyện các bạn chứ, đúng không? Còn các bạn hỏi là chị trả lời không, chuyện chị không? Các bạn ở đây có ai nghĩ là chị Tâm là có người yêu rồi ạ? Tất cả mọi người đều nghĩ vậy hết. Có ai là muốn chị Tâm trong năm tới nữa sẽ kết hôn không ạ? Tất cả đều không. Có ai muốn tổ chức ở sân vận động không ạ? Tất cả đều không. Có bán vé không ạ? Có luôn. Cỏ à, con cỏ à. Cái mặt kìa, xinh chưa? Đó, thôi thì giờ em tiếp đi. Dạ vâng, và để mở đầu cái tiết mục của cái chương trình hôm nay thì chị cũng đã có phần biểu diễn rất là dễ thương với cả em bé, hai bé vừa nãy ạ. Và bây giờ chị có thể chia sẻ một chút về quá trình mà chị làm DVD Ô Cửa Màu Xanh không ạ? Thật ra thì cũng không có quá trình gì nhiều. Quá trình chính của chúng ta là một cái show em. Mình sẽ tổ chức một cái show, rồi sau đó mình sẽ mời những người quay phim đồ về để người ta quay cho mình. Sau khi người ta quay xong á, thì mình sẽ dựng lại, hiểu không? Sau trên cái nền đó, trên cái nền mà người ta quay đó, dần lại, xong rồi mình ra cái thành phẩm, cái mình đi in đĩa, mình đi in bìa, mình phát hành cái có khán giả của mình tới mua đó, mua xong rồi cái là mình đây, xong rồi cái mình đây, mình đứng đây, xong rồi cái tối cái mình diễn rồi. Vâng, tối nay chị diễn đúng không ạ? Ừ, chứ không lẽ em không biết. Em lại mới biết cái này chết rồi. Rồi, tiếp đi em. Và em rất là muốn hỏi chị một câu hỏi ạ. Em hỏi đi, hay là em quên rồi? Em quên rồi vậy? Rồi. Dạ vâng. Rồi, cứ thôi em vô trong đi. Bây giờ chị nghĩ là chị hỏi là bạn đó. Chị gái là em hơi bị rung rồi đó nha. Không? Lúc đấy thì FC có phát những cái câu hỏi dành cho FC đã có phát những cái tờ giấy màu vàng dành cho các bạn. Không biết các bạn đã chuyển hết những câu hỏi lên đây chưa? Chưa. Các bạn đã chuyển câu hỏi xong chưa? Chưa. Có rồi gì? Rồi. Nhiều thế này à? Bây giờ em chỉ đọc đây là chị. Không, đi chị. Rồi bây giờ em có thể vào trong được, chị có thể handle chuyện này được. Chị cảm ơn bé nhiều nha. Tại vì chị biết em đứng gần chị là em bối rối ghê lắm. Em không làm gì được đâu. Rồi bây giờ, thật ra là trước khi mà chị hỏi câu hỏi này, chị nghĩ là chị nên hát một bài. Rồi mình vào giao lưu để mình làm cho nhanh gọn đẹp chứ, đúng không? Để các bạn đợi lâu quá rồi. Nên là chị có mời ra... Sáu Hot Boy. Sau hết bọn mời bạn ra đi. Ra đi em. Chị... Em nghĩ sao vậy? Chị em gọi là hot boy.
chị là fan của mình rồi. Rồi, ủa các bạn, mình mời các bạn ra, các bạn lại quay lưng lại thế nào? Rồi, xin giới thiệu với các bạn Tùng Tông Teo. À, đây là Tùng Tông Teo. Lầm tiếng lắm. Hải. Hải gì? Không hết. À, đây là Giang rồi Giang. Giang rồi Giang. À, đây là Học Hờ Hững. Rồi, à, đây là Hot Boy của MTE đó các bạn. Ủa? À đây còn thôi, em cứ tưởng là xong rồi. Thôi, bạn này các bạn cũng chưa biết phải không? Chưa biết nhiều so với năm bạn còn lại đúng không? Long lững lờ. Okay. À đây là 6 Hot Boy của MTE. À chúng ta sẽ cùng gửi đến các bạn ca khúc được mang tên Hãy Về Với Nhau.